Và bây giờ mình đã mua về, trước khi ăn là mình đã nguyện cúng rồi. Rồi xong rồi bây giờ là chuẩn bị ăn. Thì buổi trưa của mình thường thì là đi tới cái tiệm chay lúc nãy đó, là mua một hộp cơm chay, rồi một ly cà phê sữa đó. Và mình để đây, trước khi ăn thì nguyện cúng trước, xong rồi bây giờ bắt đầu ăn. Buổi trưa của mình thì thường là như vậy. Còn buổi trưa của các bạn thì sao? Các bạn có chia sẻ gì thì comment bên dưới nha. Các bạn có ăn chay giống mình không? Ăn chay nguyên tháng 7. Rồi các tháng bình thường thì ăn chay 30 mùng 1, 29 mùng 1, 14, 15 rằm. Tháng ăn 4 ngày. Còn tháng 7, tháng Vu Lan thì ăn 1 tháng. Đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu ăn đây. Mình kết thúc video. Chúc các bạn có buổi trưa ăn ngon miệng nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.